Con xin chào các ông, các bà, cô, các chú. Mà chị. Chào các bác, các chị nha. Chào lực xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô, chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ở video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là hiện tại Trần Lực cũng đã lấy vật liệu là đa số là gần đủ thôi, là đến chỗ tập kết mà để mà vận chuyển đi xuống tới nhà của hai ông cháu. Và đến hôm nay thì Trần Lực nhìn thấy là cũng có một số các bác cô chú là ra hộ ông để mà vận chuyển thêm là gạch này, với lại thêm là phần bên kia là tôn của bác. À, gạch với lại tôn này thì có để ở, có vận chuyển là đi xuống dưới tận nhà kia chưa ông? Có tôn thì được, đi hết được. À. Cái này thì nó không đi hết được. À, thế là gửi lại ở nhà anh Phòng à? Vâng. Vâng. Xi nữa chắc là tôn đấy. Vâng. Sắt này là một tí là chắc phải kéo ra để nhà anh Phòng ấy, nếu mà không vận chuyển đấy. Không à, để đây là sợ là mất đấy ông ạ. Vâng. Chú Toán thì chở được bao nhiêu chuyến rồi chú Toán? 5-6 chuyến rồi. Chào chú Toán nhá, lâu lắm không gặp chú đây nhờ. Chú gửi lời chào tới các bà được không chú? Vâng. Chào các anh, các chị, cô chú ạ. Đây, cả anh Phòng nữa này. Đây, anh Phòng. Cháu chào các bà, cô chú, anh chị. Công việc của hôm nay mấy anh em mình làm cái gì anh Phòng? Hôm nay anh chở xi. Chở xi à? Vâng. Thế từ nãy giờ thì chở được tầm bao nhiêu tấn rồi anh? Anh chở được 1 tấn rồi em. 1 tấn à? Vừa thêm 1 tấn là còn lại thêm là 5 tấn nữa nhỉ? Còn 5 tấn nữa. Liệu là đến tối nay thì được tầm bao nhiêu tấn anh? Anh sẽ cố gắng đến tối anh sẽ cho đi khoảng 3 tấn. 3 hoặc tấn có à? Thể là hơn. Vâng. Anh cũng biết được, ít nhất phải được 3 tấn. Cái bạt này thì là vừa rồi em mua xuống là 8 mét ấy. Thì nếu mà được một tí anh cắt lại ở đây là 4 mét. Còn mang đi xuống kia là 4 mét. Vâng, đúng rồi. 4 mét thì nó cũng khá là dài. Bạt thì tí phải dưới kia phải sử dụng bạt mới vì xi này là. Vâng, cái bạt này em vừa mua là bạt xịn hơn cả mấy cái bạt đợt trước ấy. Đúng rồi, đây ông thì có mang kia 1-2 cái bé bé nhưng mà không ổn, bạt vâng. Cũ rồi. Vâng. Mình phải sử dụng bạt mới mới để chế. Không thì xi. Không thì bây giờ ông ấy không thì bây giờ là ông cắt bạt này làm đôi thì xong là ông mang xuống dưới để dưới kia. Xuống dưới kia một chút, xong rồi để dưới này một chút, không là một tí nữa, nếu mà mưa cái là chạy không kịp đâu. Đúng rồi, bây giờ cứ cắt trước đi. Vâng. Trên này một tấm, dưới kia một tấm. Thế thì anh chở đi nhá, xong rồi chuyến sau anh cầm bạt xuống, đi xuống dưới, theo lúc nào mưa thì anh che luôn anh nhá. Hôm nay thì cũng có các anh ra là hộ thêm là hai ông cháu đâu các bác ạ. Đấy, như công việc bóc xi này thì phải nói là phải đòi hỏi sức khỏe. Với lại thêm là bụi bẩn á. Ông có cái dao ở đây không? Không có à? À. Vâng. Cho cháu xin một cốc chú. À hết rồi nhỉ? Thôi. Vừa rồi mua xuống thì cũng mua xuống 2 pep. 1 pep thì cho bên các cô bên kia uống rồi. Mạnh thì là còn thế mà kẹo đấy nhỉ? Áo đỏ đấy. Nhưng mà bé quá chưa làm được cái gì cô bác ạ. Chỉ đi theo thôi. Đây là bây giờ là sẽ để xếp hết ra chỗ nhà của anh thợ, anh Phòng ấy các bác. Tại vì là để ở đây thì sợ là nó sẽ bị mất hay là sợ trẻ con nó mang đá nó ném xuống ấy. À, vác tôn này à? Không. Tôn. À. Vác được 1 lần 2 tấm đúng không? Mìn đây, đợi đã mìn ạ. Cái này thì là một loại nó dài hơn các bác ạ. Một loại thì cho được là để ở dưới phần cái mặt cửa đấy. Thế còn gạch này thì là nó được gọi là phủ một lớp bóng rồi các bác. Thì sau khi mà hoàn thiện xong, nếu mà lâu thì nó sẽ rất là bóng các bác á. Gạch này một màu nó nhạt hơn là màu của nhà của em Sử của bác nhá, màu này ấy. Mày thì có vác được cái gì đi không? Hả? Có vác được không? Nghe xem nào. Có vác được không? Không. Không ạ, bảo thế thế. Không ạ. À. Anh Quỳnh xem là vác được à? À, bên kia là Quỳnh.
Cái này nhẹ, cái này được hai tấm một hay là một tấm một ông? Một tấm ấy à? Vâng. Thế thì cứ vác một tấm một thôi. Cái này là để hết ở nhà của anh nhà phòng đúng không? Cái này á, cái này vác đi tận dưới rồi đấy. Cái này là đi tận dưới luôn à? Đi tận nhà luôn. Vâng. Cái chuyến này xa này, vác là một tấm một thôi Quỳnh ạ. Em xem là bỏ mũ bảo hiểm ra đi, mới vác được. Rồi, một tấm thì nhẹ, hai tấm thì khó lắm nhỉ. Đúng rồi, đi xa nữa. Đi xa phết đấy nhá, mình nhá. Đây, em lấy một tấm đi, xong rồi đi theo lại các ông. Nếu bảo mất chiều họ, xuống tấm rồi. Phơi ói, phơi mòi. Lon rồi. Cẩn thận nhá, tôn này sắc lắm đấy. Không thể bỏ mũ hiểm ra mới để được chứ, Mìn ơi. Không bỏ được à? À xong ra bên này nhá. Mìn thì là cũng được. Là hai chị Lạc Nguyệt Thúy còn nói rằng là thuê thêm cả Mìn, cả Chùa nữa. À, xem là ai xuống để phụ giúp cho hai ông cháu nữa. Nhưng mà chỉ có mỗi là em Mìn là đi xuống được cô bác à. Thế một tí ăn cơm là ăn cơm ở nhà hay không? Cái cơm chưa ăn ở nhà thử, ăn thử đây. À nhà anh thợ à? Ừ. À vừa rồi cháu mua xuống là 4 cân thịt gà ấy. Ừ. Thì tí để lấy đấy để mà nấu trưa. Ừ. Chắc chiều để ăn dưới. Vâng. Chiều thì ăn dưới tận nhà mình luôn. Chiều thì chắc là vận chuyển là gạch cái ông nhỉ? Vâng. Chiều chắc là đồn đi lấy cả sát nữa. Đấy, ông cẩn thận nhá, dây điện này cũng khá là ngắn thôi, dây điện đấy. Ừ. Mạnh thì là chỉ có là lon ton ở đằng sau đấy, đúng không ạ? Đi anh lên. Đấy, Quỳnh, cả em Mìn nữa. Hôm nay thì bảo là thuê cả Quỳnh xuống đấy, nhưng mà Quỳnh hôm nay là đi giả công mất rồi các bác ạ. Đấy, cái tiếng chứ, dài quá. Làm nhà của hai ông cháu như thế nào thì cháu lực tiếp tục là cập nhật cho cô bác anh chị là cùng biết. Một tí là ông nhớ là cầm cái liềm lên ông nhá. Vâng. Xong là cắt cái bạt kia để làm đôi luôn. Bạt này cháu lại mua xuống là 8 mét đấy. Tí đi nhà anh thử lấy rồi. Vâng, cái bạt này là ông chỉ nhớ là được che xi thôi nhá, không được che cái gì ngoài xi nhá. Vâng. Cái mùa này thì là không, nếu mà không mua bạt đấy cô bác, không mua bạt xuống chuẩn bị trước là mưa cái là không có chuẩn bị kịp đâu. Tấm đấy tầm độ bao nhiêu cân hả Mìn? Tầm 10 cân à? Cân 15 cân đi. Ồ. Tôn này thì là tôn tôn hoa sen của bác ạ, tôn này ấy. Quỳnh còn Mìn còn đội luôn cả mũ chứ nhà Mìn ấy. Đấy là một số bác thì là dùng cái dơm để mà làm. Cái quá trình mà làm nhà của hai ông cháu ấy thì nếu như các bác thấy là cái chỗ nào mà nó không hợp lý ấy, thì rất là mong là các bác điện cho cháu Lực để mà cháu Lực biết các bác nhé. Đấy, thật ra thì để mà tìm được đội thợ mà người ta chỉ cần nhìn bản vẽ thôi là người ta biết là mình cần làm cái gì rồi, mình chứ không phải nói nữa. Nhưng mà để mà tìm được những đội thợ đấy thì các bác phải, mình phải trả một cái khoản mà kinh phí là rất là cao thì mình mới có thể là gọi được những cái đội thợ đấy để mà lên làm. Còn là những cái đội thợ mà như anh em làm thiện nguyện như này của bác này, hoặc là cái thiện nguyện của đội mà thợ xây của cháu Lực hiện tại đang bây giờ. À, cũng chỉ là thợ gọi là thợ trong làng, trong thôn thôi, cho nên là sẽ có là những cái là người ta còn chưa có am hiểu máy. Đấy thì rất là mong là các bác sẽ chỉ dạy thêm nhiều hơn. Đây thì cháu Lực không chê trách hay là chê mai gì cả các bác nhá, nhưng mà cái sự thật nó là như thế cả. Cháu Lực thì tính của cháu Lực thì có như nào thì cháu Lực nói sao như vậy thôi.
thời gian này là một mình cháu được đi cho nên là cũng không thể mà giúp đỡ được là nhiều cả. Thì là có những cái mà cầm được ấy, thì là vừa đi thì vừa ghi hình là cháu được là vừa cầm luôn. Từ trên cái chỗ mà bóc vật liệu xuống đó các bác, đi xuống dưới thì ít nhất nó cũng độ tầm là gần 30 phút của bác ạ. À. Đi xe máy thì độ gió là tầm độ là 10 đến 15 phút thôi. Đấy, tuy nhiên là đường là phải là đi được cô bác nhá. Đấy, con đường này buổi sáng hôm nay là mấy anh em thợ là dậy từ 5 giờ sáng để mà sửa. Có mỏi tay không ạ Min? Có anh. Có hả, mỏi tay à? Nếu mà lúc nào mỏi tay thì nghỉ ông nhá. Mỏi tay đấy. À. Tôn thì là cái màu này thì bọn nó sẽ là màu nổi hơn các bác nhé, nổi hơn là những màu xanh lá cây này, màu này là màu xanh của nước biển, màu xanh da trời. Đó. Ôi. Về hoàn cảnh của ba anh em nhà mình thì cũng là cái hoàn cảnh mà cực kỳ là khó khăn ở trong thôn các bác ạ. Và đặc biệt là hai vợ chồng của Quỳnh ấy, được bố mẹ sắp xếp là lấy vợ chồng rất là sớm. Kỳ quan lắm đi đường này. Đến bây giờ thì là quên. Cũng có một em nhỏ rồi. Đây, tuy nhiên là hai vợ chồng là phải nói là làm bố mẹ rất là bố mẹ là sớm quá, thành ra là cũng không có không có tiền để mà trang trải trong cuộc sống nữa. Ấy một tí nữa, đi thẳng đi, một tí nữa. Bẻ một tí nữa. Rồi, được rồi. Đấy. Đi những cái con đường mòn đi xuống đó các bác ạ. Ông thì có vẻ là con đường này ông đi quen hơn, thành ra là ông đi nhanh hơn em Mìn một chút rồi. Còn một số cô thì là vác đi trước rồi cô bác ạ. Tôi phải nói là thực hiện một cái ngôi nhà ở dưới này thì cực kỳ là khó khăn cô bác. Đấy, nhưng mà được các bác yêu quý và tin tưởng rồi. Và cho dù là quãng đường nó như thế nào thì cháu được sẽ cố gắng. Nhưng mà những cái kinh phí thì nó sẽ cao hơn một chút của bác ạ. Thì lại phải là nhờ các bác giúp đỡ thôi. Cháu được chỉ có gọi là người làm cầu nối thôi. Mấy cô kia là điều gạch đi trước à ông? Đó. Mấy cô kia là điều gạch đi trước à? Vâng. Còn có một bác là vác đi kít đằng sau kia nữa. Đi cẩn thận nhá ông nhá. Ờ. Mình đi cẩn thận nhá. Bây giờ thì còn một đoạn nữa là mới đến của bác ạ. Đấy, nhưng cung đường mà vận chuyển vật liệu đấy. Ở đây là đi còn đi đường tắt đấy, nếu mà đi đường vòng thì có đường xe máy để đi, nhưng mà đi cũng đi xa hơn, đi khó hơn. Những cái tấm
những cái tấm tôn như này thì không thể là dùng xe máy để mà lai được rồi, thì bắt buộc là phải chở bằng bắt buộc là dùng người để mà khanh để mà vác. Ôi, phải cua cẩn thận nhá. Cái đây, thời điểm mà chuẩn bị vào làm nhà đấy thì là cháu Lực đừng dự tính là sẽ mua một đô đấy cô bác ạ. Đấy. Thế nhưng mà được được hai chị là Nguyệt Thúy và nói là cái loại nào tốt hơn thì loại nào và được lâu năm hơn. Cháu Lực cũng nói là nếu mà để mà mua đấy thì cái loại là tôn chống nắng như này thì tuổi thọ nó sẽ cao hơn. Sau đó là độ 55 năm. Còn là những tấm pro kia nó chỉ được tầm độ là 5-6 năm quay đầu thôi. Nếu mà mua loại đều là còn không đến đấy các bác ạ. Rất là lâu rồi, được tầm 1 tháng rồi thì mới cùng làm máy nhân thôi là tiếp tục là tiến hành vận chuyển vật liệu. Đây thì khi mà có được lấy vật liệu vào ấy, không chỉ là hai ông cháu vui mà là những hàng xóm này, hàng xóm của nhà hai ông cháu đấy cũng vui theo, phải nói là cái niềm vui và cái niềm vui mà hai ông cháu nhận lại ấy, thì đều được các cô chú các anh chị mạnh thường quân là trao tặng hết. Có những phải nói là sau khi mà có những có hoàn cảnh nào ấy các bác ạ, khi mà đã giúp đỡ rồi thực ra là nhận lại là không nhận lại được một cái gì hết, không đòi hỏi các bác không đòi hỏi là nhận cái gì hết của cái hoàn cảnh đó cả, mà các bác cũng chỉ là các bác chỉ mong rằng cô chú anh chị chỉ mong rằng là nhận được sự cố gắng của các em cũng như là học hỏi của các em thôi. Nhưng mà phải nói là đôi lúc thì đi làm như này các bác này, trước khi mà không có tiền, đôi lúc mà hoàn cảnh đấy không có tiền thì không sao, nhưng mà có tiền vào nhiều lắm là cuộc sống thay đổi rất là nhiều. Như bản thân của cháu được đi làm chương trình, đôi lúc chỉ mong rằng là đi ra ngoài gặp nhau, còn khi mà hoàn tất chương trình ra ngoài gặp nhau là nói chuyện chào hỏi nhau một cái đó là cũng là niềm vui rồi. Thôi đi cẩn thận nhá. Bây giờ thì mày đến chỗ tập kết vật liệu của bác này. Chở đi được nữa. Mấy anh em thợ thì là chở hết, chở xi là xuống đến đây. Sau đó là được một tấn, hơn một tấn một chút rồi. Cái này thì phải để cây nó cao lên như này này, các bác này thì sau này mà mưa vào thì nó sẽ không có. Nó sẽ không có bị ướt. Đây thì mấy anh em thợ là vận chuyển ra đến đây là sẽ dùng cái máy tời để mà tời một phát là từ đây đi xuống cái kia luôn các bác ạ. Thì sẽ không phải là dùng vác nữa. Đấy, ở trên kia thì là hôm nay cũng được là gia đình của nhà anh nhà thợ đấy cũng có bảo là cho ông lấy gạo để thức ăn lên trên là nấu cơm ở trên luôn. Thì là gia đình của nhà anh thợ là hộ ông là nấu cơm đấy. Có khi là đến chiều tối nay thì là mới đi xuống nhà của ông ăn. Vừa rồi thì cháu Lực cũng mua xuống là vài cân thịt gà đông lạnh. Ở đây thì cháu Lực chỉ biết là mua gà đông lạnh thôi các bác ạ. Ôi à. Nghỉ ngơi đã ông nhỉ? Ấy mìn để kia mà nghỉ ngơi đã, để như đi. Ông ấy. Ấy đặt xuống, đấy, nghỉ ngơi đã. Ở dưới nhà kia đã chuyển đi xuống. Ôi à, ở dưới nhà kia đã chuyển đi tấm số tấm nào chưa ông? Mất mẹ ông lấy chả biết đâu, lấy về không? À. Tao đấy cả mồ hôi đấy ông nhỉ? Cả mồ hôi, nóng quá hôm nay. Nó không nặng đâu nhưng mà nó oi mùa này ấy. Vâng. Ấm u thế này thì hơi nóng. Vâng. Cứ để đây thôi, mai để lấy khô hết thì mai có lấy được ở đây. Đã. Bây giờ xuống dưới. Lấy để đây cũng được, mai lấy tiếp.
Chứ sợ hút tối không hết đấy. Chứ sợ tối cũng không, bây giờ nếu mà không hết thì tí để lên trên cơ ông ạ. Bây giờ cái loại tôn này là lấy được loại nào mình phải đem đi xuống hết không ạ? Vâng. Chứ sợ người ta chứ sợ người ta là qua đây là cái là người ta dùng liềm hay là cái gì để cạch cạch vào thì nó ấy. Chứ tối lấy về cũng được rồi. Bây giờ đi chuyển chuyển mòn. Thế bây giờ cứ đi lên trên xong là chuyển hết ra chỗ này đã. Xong là tiếp tục là chuyển đi xuống dưới. Như thế thì nó sẽ không mệt hơn. Thì ban đêm nó không phải đường cho, không có ai đi mấy. Vâng. Trên thì không đưa vào, trên thì... Vâng. Trên thì người ta vác đi một tấm là khối tiền đấy. Cái này là một mét của nó là mấy trăm không ạ? Trăm mấy đấy. Đúng rồi. Mét của nó ấy. Tôn này ấy. Tôn này là sau này là ở trong là cũng không nóng máy rồi không ạ? Tôn này ấy. Nó không giống như cái tôn ở nhà Quyết ở phía bên kia kìa. Tôn của nhà Quyết bên kia nó chỉ là tôn thường thôi. Thường. Đúng rồi. Ở nhà Quyết bên kia thì nó chỉ là tôn thường nó bác, nó không có xốp trong này. Đúng rồi, nó không có xốp ở trong. Mỏng quá này. Đấy, bây giờ thì mấy ông cháu mình lại tiếp tục đi thôi. Vâng. Ông để cái bồn giải bát lên cao cao một tí, vừa rồi thì cháu cầm xuống thì chùm túi bóng vào không? Chùm cái túi bóng vào đấy. Ông để lên cao chưa kia? Đấy, bây giờ thì lại tiếp tục là... À, lên trên để mà lấy vật liệu xuống đó các bác ạ, bây giờ ấy. À, mấy giờ là nghỉ ăn cơm không? Làm đến tối đây. Không, nghỉ ăn cơm chiều ấy. Cơm chiều, 5 giờ 6 giờ. Không, ăn cơm bây giờ này, vừa rồi... Cơm này á? Vâng. Cơm làm 9 thì tí. Cơm trưa ấy. Bây giờ chả biết mấy giờ. Bây giờ đó là tầm độ 1 giờ đấy. 1 giờ. Cho họ làm... Vâng. Tức là vừa rồi là ông cho... À, nhà anh thợ để nấu cơm cho à? Vâng. À, những cái chỗ này thì phải nói là rất là cao của bác ạ. Chỗ này mà chặt chân một cái là đi tận xuống cái kia luôn đấy. Hết sức là cẩn thận. Không, 100 mét mà đi lên xuống. Vâng. Gạch thì là nặng hơn tôn đâu nhỉ, gạch ấy? Nặng nặng hơn đấy. Nhẹ mà nó rộng, nó rộng, nó cổng cành nhá, cổng dài nữa thì ra là khó vác, nhưng không phải chấm thoải mái mà đường thì khó lắm. Xi thì có thể là gọi là nó vận chuyển là dễ dàng hơn gạch một chút cô bác đấy, nhưng mà nó rất là bụi cô bác nhá. Xi măng này thì là đều là có chứ là bao là mai mắc 40 hết cả cô bác này. Nó để đây thì để chỗ này đường không đi được rồi đấy. Vâng. Đây là xếp cao lên một tí, xong là một tí nữa ông lên trên nhà kia nhá, ông trên nhà thợ xin mượn một cái dao xong là cắt cái bạt mà cháu vừa mua về ấy. Vâng. Thì làm đôi cái bạt đấy thì nó chắc chắn hơn, nó bạt mới hơn. Vâng. Mới mơ nó không chìm. Vâng. Đi ăn mỏi chân của mì. Không. Không à? Cái này thì mình cũng đi rất là nhiều rồi nhờ. Bây giờ thì lên trên kia thì cháu Lực sẽ tiếp tục đi sau các bác ạ. Đi đường này thì cũng khá là mệt đấy. Phải chứ khuẩn. Đôi lúc là cháu bị nhầm cái đường này không ạ? Đôi lúc là cháu cứ bị đi sang bên kia này. Đấy, nhưng mà trên này là có một con đường nữa. Đường mương này dài lắm mà đi chừng bên kia. Tận bên kia sao không? Đôi lúc là xuống này bị nhầm một chỗ này. Đây có một đường thì mấy cái đường tắt là lên trên. Vừa rồi trời mưa thì lo quá vừa rồi ông ạ, sợ rằng là ông không lấy bạt nhanh lên đấy, không lấy bạt nhanh nhé. Vâng. Bây giờ thì phải nói là gặp mưa thì rất là nguy hiểm. Chẳng hỏi bao ngày xong là 3-4 ngày thì tôi xuất xi đi hết thì nó bỏ nó làm rồi. Tự dưng nắng 3-4 ngày rồi mà đến hôm nay lấy vật liệu vào mới tự dưng lại mưa phùn một chút chứ. Vâng. Không phải nói là cái thời tiết này rất là oi của bác ạ. Đi từ dưới kia lên thôi là cảm giác như là mệt hơn cả khi mà bác đổ đi xuống dưới. Ồ, chú đi xuống cái này là chú? Nắng ấy chú nhờ. Này không nặng mấy đâu nhưng mà mỏi ấy, chú nhờ.
mà anh em thợ thì là dùng xe máy để mà vận chuyển là xi trước, tại vì xi là bây giờ là không vận chuyển nhanh là để phương tiện thì là suốt thời gian trong, lại thêm là mưa nữa. Xe khỏe đấy chú Toán nhở? Phải nói là đi từ dưới kia lên các bác, mặc dù là hiện tại là đang không vác đồ gì các bác nhé, nhưng mà mồ hôi mồ kê là cảm giác ướt hết cả đầu rồi này, nhưng mà cảm giác như là vui các bác ạ. Hôm qua thì khi mà đi lấy vật liệu đấy về là đêm muộn quá, thì ra là đến hôm nay là bị cảm giác như là ốm hơn một chút rồi, nhưng mà không sao, nắng ủng hộ là cho dù là như thế nào thì cháu Lực vẫn phải đi để mà hoàn thiện cho hai ông cháu, để không cho mất lòng tin của các bác cô chú anh chị mạnh thường quân, là khi mà đã tin tưởng và đã yêu quý cháu Lực rồi, gửi cho cháu Lực để mà làm. Các cô thì là gọi như là lấy hết để ra đây này các bác này, gọi là làm từng đoạn một chứ không làm như là cháu Lực với lại ông với lại là em mình là đi một phát là đến tận dưới kia luôn, chuyển từng khúc một. Đường này mình ơi, đường này mà mình đường này các anh thợ làm sửa lại thôi các bác ở đây. Cảm giác như là lên mệt hơn nhỉ? Mình thì là không hay thường xuyên mà đi xuống dưới khu dân tộc Nùng, cũng như là ở dưới chợ các bác để mà làm thuê cùng người Nùng, cho nên là cảm giác như em rất là ngại. Bác là mỗi lần là được là hai hộp à bác? Đi run run tay không bác? Đi run tay không bác? Run đấy. Đi run tay à? Mà đường đi khó nhằng lắm. Vâng. Cái này bác chở đến nhà của bác rồi chứ? Vâng. Vâng. Đấy, bây giờ thì là vật liệu như kia gạch hay là tôn này của bác này thì thứ nhất là cả sắt nữa là chuyển hết ra nhà của anh thợ rồi thì sẽ tiếp tục là để mà chiều đi ăn cơm xong tiếp tục là chuyển từ nhà của anh thợ là ra đến chỗ nhà của ông. Anh có cái gì để cắt được không anh? Nãy quên cầm dao về, không thì anh hỏi em cắt cái bạt này làm đôi một tí. Tí sợ nó mưa lúc mà mình đi ăn cơm ấy. Để em tìm xem đây có dao không. Để gạch để trên này nó có sợ bị vỡ không? Không bị à? Tí sợ nó sóc sóc và nó bị vỡ ấy. Lấy hai chiến rồi, chuyến này. Thế không sao rồi nhỉ? Đứng lế mà chẳng hả? Dứt lọt chứ hả? Sao mà thịt chiến không? Thịt chẹp chứ cả. Kẹt chiến đấy chứ. Ôi, sắc vẫn khỏi kìa một tiền nữa. Nó chiến cứ sốt đấy. Kia còn là 4 hộp, là 4 người đủ anh ạ. 5 hộp bác. Ồ, cho đến 5 hộp, thế còn 1 hộp nữa nhỉ. Đau đầu không? nãy ông không dùng cái gì để đêm à? Có cái bao này điền không được. Cái mạnh thì là quần nào quá nhỏ thì là chưa thể phụ giúp được ông của bác ạ. Đấy, nhưng mà cũng may mắn là hai chị Nguyệt Thúy nói rằng là nếu như là thuê thêm ai để mà hộ ông ấy thì hai chị Nguyệt Thúy sẽ bỏ tiền ra để mà trả công cho em mìn. Như hôm nay em mìn xuống nên là hai chị Nguyệt Thúy sẽ
bốn hộ bạch ấy độ tầm bao nhiêu cân nào? Tầm 30 cân đấy. 30 cân á? Có vẻ nó ngấm nước nhiều quá. Nếu mà có xe rùa thì xe rùa đẩy cũng được ông nhỉ? Vâng. Nhưng mà chỉ đẩy được ra để ở dưới nhà của anh phòng thôi. À, tất cả những cái vật liệu thì là hiện tại cho Đức đã bàn giao cho anh phòng rồi, cho nên là anh phòng bảo là bây giờ để ở kia thì là sợ mất, cho nên là vận chuyển hết ra chỗ để chỗ nhà anh phòng đã. À, đợt mà lúc mà lấy vật liệu vào đấy, sợ rằng là cái chỗ bị sạt kia là không vào được rồi đấy, nhưng mà vẫn thấy là xe vào được, cũng đỡ một phần ông nhờ. Vâng, đỡ một phần. Chứ không là chuyển từ trên kia xuống thì lại đi một đoạn. Chỉ khúc đi không vào được ấy. Vâng. Thì cũng nói cho mấy anh em thợ rồi, nếu như rằng là nếu mà xe ô tô là không có vào được ấy thì là ôi, xuống được này rồi. Vâng. Là mấy anh em thợ là hỗ trợ một phần, còn cháu Lực sẽ hỗ trợ là một phần. Lại mìn thì là đang ở tít đằng sau kia của bác mìn đấy. Đấy, ở bên kia thì gạch ấy, thì là vận chuyển hết là sang để số nhà của anh thợ thôi, cũng như sắt này kia là mọi cái nữa. Đấy, đến một tí nữa khi mà ăn cơm chưa xong ấy thì sẽ tiếp tục là vận chuyển từ trên nhà của anh thợ là đi xuống dưới nhà của hai ông cháu. Ấy ông để đấy cũng được. Một tí nữa đằng nào là mình cũng chở đi rồi. Ôi ông đừng có để thế nhau nha. Ông để dựa vào tường đấy. Mình đi bảo đây cho chưa ơi. Mình đi bảo ông ơi. Thôi vẫn được việc ạ. Rồi, bây giờ thì rửa chân rửa tay xong mà lên trên nhà của anh thợ là ăn cơm thôi. Sát hộp còn này kia thì cũng chuyển hết ra tới đây rồi các bác nhé. Nhà của anh thợ là cháu Lực nhìn thấy là sạt ra bên này thì có vẻ như là bị sạt rất là nhiều các bác này. Chỗ này thì bị sạt một lần. Nhà bác là ở bên kia cũng bị sạt à? Thế là bên kia là bị sạt xuống rất là nhiều các bác ạ. Đây làm việc thì làm ở nhà, làm việc của nhà hai ông cháu nhưng mà lại lên trên nhà của anh phòng là ăn cơm của bác ạ. Vừa rồi thì là chị với lại thêm là các bác nữa là nấu cơm. Đây bây giờ thì xin mời các bác cùng gia đình ăn cơm của bác nhé. Nào Mạnh mời các bác ăn cơm nào. Đấy, khoay tay. Rồi. Đấy, các anh ăn cơm đi. Cho mời các bác ăn cơm nhá. Chú ăn cơm nhá. Mời các anh ăn cơm nhá. Hôm nay thì là có này là cái gì ấy, anh Phòng nhỉ? Ốc đậu thêm với lại là đậu nữa và thêm là thịt gà nữa. Đấy, bây giờ thì xin mời tất cả các bác là cùng ăn cơm. Có lẽ là cháu Đức sẽ không có ghi hình thêm nữa các bác ạ. Đấy, thực phim này thì cũng khá là dài rồi, tức là cháu Đức cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Rất là mong là sẽ được sự đồng hành của các bác trên cái chặng đường thiện nguyện thêm là nhiều hơn nữa. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang các bác. Thank you.